biểu diễn vào lúc 19 giờ chứ không phải là 19 giờ 30 như hồi trước như vậy nha. Tụi em có thay đổi là diễn sớm hơn 30 phút để phục vụ cho tất cả quý vị. Bởi vì chương trình tụi em làm càng ngày càng dài hơn, càng ngày càng nhiều tiết mục hơn để phục vụ cho tất cả quý vị. Nên hy vọng quý vị sẽ tới sớm và cùng chơi lô tô với cái tháng lô tô Hương Nam. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta bắt đầu. Giờ số. Hey, anh chị biểu diễn là cái gì? Nó hát được coi, nó nuốt cái lưỡi luôn đó. Tao hỏi mày có vợ muốn làm gì làm nha.
Yo. Thằng này nó biết nể người ta, miệng ta đã đớp rồi nói gì. Ủa? Thấy em có nói cái gì vậy? Nhỏ có đớp đâu. Chứ cái gì vậy? Nó bị ngọng nữa. Vậy có đớp cái lưỡi này. Không. Em chơi lần em xác định lưỡi nó đặc mà nó dày nữa. Đúng rồi, dày như cái lưỡi bây giờ. Em đang lên cái lưỡi em như lưỡi bò vậy. Như số đi em. Sao em? Cái lưỡi em nó dày như cái môi của chị vậy đó. Trời chết cha hồn. Chết cha hồn. Nói chi cho nhột. Cái môi chị cũng đâu có thua gì. Hạ dạ người. Thi Di. Vô. Vô đầu quần má. Lấy hai quần tôi bà rồi đi. Số chị. Số chị đây. Nhìn vú với đi hoài. 22. Rồi giờ số tiếp với gì? Rồi. Ủa gì vậy? Mày gì đi cô sân gì đi mày? Cô sân gì ra? Số gì đây? Cái gì đi? Có gì đây? Buồn gì đây? Mẹ. Quý vị còn số tâm của số đợt dài quý vị chú Long mình khoan vừa gọi là nhé. Dây du lượng bước lên sân khấu chúng em xin phòng để phục vụ cho quý vị nha. Đã xin phòng cho anh đi chị.